do một em hàng vải nó khui ra đẹp quá. Có khe gì đó. Con này giá cao lắm á. Dạ. Có nóng, có chiếu UV, có thổi, có hút. Nè đây. Cái này tùy chỉnh ha. Dạ. Ở đây có đèn chiếu UV luôn nha. Đây chiếu UV tuyệt trùng luôn á. Bấm giữ luôn cái chỗ. Đánh bung mấy bụi hết ra nha. Đánh bung bụi trên nệm khi mà để xuống nó mới chiếu đèn. Ví dụ vậy. Đó. Cái này là hút bằng này. Chế độ này là hút bằng này, cái này nó sẽ không đánh nữa. À. Cái này là chiếu UV nè. Dạ mấy bác ha, dạ nó chiếu UV dưới này luôn. Để chiếu UV vừa đánh hút bụi nha. À gì kia. Còn cái này là hút bụi rất là nhiều. Cái này thì về gửi xin đi giùm em thôi, chứ còn cái này thì con này đẹp long lanh rồi, cực kỳ cần thiết ha. Con này, con này vậy chứ hút bụi nệm, hút ra mới thấy là trên nệm mình nó bụi nó dơ ghê lắm. Dạ ở đây rác thì ở đây bụi nó sẽ ra đây. Em cảm ơn.